Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đỉnh soạn. Để chúng ta đến với câu chuyện âm hồn ai oán của tác giả Khả Hân. Ngay bây giờ không để mất thời gian của quý vị thì chúng tôi Hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đỉnh soạn. Ở cái vùng Nam Kỳ lục tỉnh này, nhắc đến giàu có thì người ta đều nghĩ ngay đến hắc bạch công tử nổi tiếng, với tiền bạc chất cao như núi của mình. Thế nhưng có một nhân vật tầm cỡ không kém mà ít người nhắc đến, đó là ông Cao Thanh Triệu, hay còn gọi là Lão Triệu. Ông gốc hoa nhưng do có cha là người Việt, cho nên từ giọng nói cho đến lối sống của ông đều thuần Việt cả ông triệu không có giàu có theo kiểu xây dựng đồn điền cao su hay là gầy dựng ruộng vườn cỏ bay thẳng cánh như những đại phú hào khác cách làm giàu của ông chính vào nhờ mối quan hệ hết sức tốt đẹp với quan khâm sai xứ người pháp nhờ đó mà ông lấy được chứng nhận độc quyền cà phê thuốc lá và rượu chưa hết người ta còn đồn ông hùng hạp để mua hàng ngàn mẫu đất ở khắp các thuộc địa của pháp trên thế giới mà chỗ đất này cứ mỗi ngày một tăng giá thế là ông cứ ngồi yên mà đếm tiền mà thôi trở lại với nhận định lúc ban đầu sở dĩ không có nhiều người dân biết đến ông triệu là bởi ông ít khoe khoang lại không hề mở nhà máy hay là cửa tiệm người ông chơi cũng chỉ là giới thượng lưu cho nên tuy độ nổi tiếng không nhiều nhưng luôn được những người giàu có và quan lại kính trọng Ông Triệu dáng người thấp mập mạp phương phi, năm nay 58 tuổi nhưng trông vẫn còn trẻ lắm. Bà Diệm vợ của ông khi xưa là một mỹ nữ Tây Đô, sắc đẹp nghiêng thành đổ nước. Nghe đâu bà từng được tín cửa lên cho vua. Nhưng chưa kịp đi thì ngoại kinh đô đã xảy ra chính biến. Hai người lấy nhau gần chục năm trời nhưng chỉ sinh được một người con trai. Ông Triệu cũng cố gắng để có thêm hai ba đứa nữa cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng bà Diệm không đẻ được cho nên thôi. Chứ chẳng bao giờ ông tính đến chuyện cặp bồ hay lấy thêm bà khác. Tính đến hiện tại đã hơn hai chục năm bên nhau. Nhưng tình cảm vợ chồng của ông vẫn mặn nồng như lúc mới cưới. Và có lẽ ông cũng lấy hết tính trung thủy mà không để lại cho con trai của ông thừa hưởng cậu hai thông con trai của ông triệu là một tay chơi khét tiếng cậu về nước 3 năm trước sau khoảng thời gian du học ở pháp vừa về cậu liền dính vào một vụ lùm xùm tình ái với dung cô con gái của tỉnh trưởng tỉnh vĩnh long ông này lại là chỗ giao tình với ông triệu cho nên không còn cách nào khác lễ cưới của cậu hai thông và dung được diễn ra một cách nhanh chóng những tưởng đâu có vợ rồi thì cậu hai thông sẽ tu trí làm ăn để nối tiếp sự nghiệp của cha mình. Nhưng mà không, cậu lại chìm vào trong những cuộc vui không có hồi kết với đám bạn bè. Đàn đúng gái mú ở nhiều tim mức ngày nào cũng trông thấy cậu trong tình trạng say khướt. Chứng kiến đứa con quý tử của mình ngày càng đổ đốn, bà Diệm buồn giàu lắm, bà cũng thường xuyên nói chuyện khuyên nhủ. Ấy thế mà thứ bà nhận được chỉ là vài câu nói gắt gỏng của cậu. Má đừng có áp đặt lối sống của thời xưa lên con cái. Nhà mình giàu có của ăn cả mấy chục đời không hết. Vậy thì con làm lụng làm gì? Bà Diệp thở dài rồi nói. Thôi được rồi. Mày không chịu làm ăn cũng được. Nhưng mà lo kiếm cho tao một đứa cháu nội đi. Để sau này nó lớn nó đỡ đần chăm lo cho. Nhắc đến chuyện con cái cậu hai thông lắc đầu. Cứ để đó con kiếm một đứa khác về để cho má. Trời đất ơi mày nói gì vậy thông? con dung nó còn sống sờ sờ mà mày kiếm ai kệ con đi nhắc tới con đàn bà nó làm gì ngày xưa nếu như mà nó nó không có lừa con lên giường để rồi ép con cưới thì con cũng chẳng thèm mày thôi con đi công chuyện đây cả nhà cơn cơm đi không cần phải chờ con đâu nó dứt câu thì cậu hai thông đứng dậy bước thẳng ra ngoài sân rồi lên xe ngựa đi mất bà diệp lắc đầu ngán ngẩm cái thằng này biết đến khi nào nó mới được như cha của mày đấy Thế nhưng bà không hề biết được rằng cuộc nói chuyện vừa rồi của bà và con trai đã bị Dung vô tình nghe thấy. Cô giận đến mức tím mặt, cũng vội vàng bắt xe ngựa về nhà của mình dưới Vĩnh Long để mà báo tin cho gia đình. Vừa về đến nơi cô đã lao vào trong khóc um cả lên. Bà Thuần mẹ của cô liền hỏi Có chuyện chi con Dung mày bị nhà ông Triệu ăn hiếp hả? Cha đâu hả má cha đâu? Ông đi thăm đất với mấy ông hội đồng ở trong huyện rồi có cái chuyện chi mày cứ nói ra tao giải quyết. Con, con... Thế là Dung kể hết ra mọi chuyện. Nghe xong thì bà Thuận tức giận lắm bà nghiến răng trèo trèo. À cái thằng này, nó định qua cầu rút ván phùi bỏ trách nhiệm sao? Nó tưởng tao với cha mày là cái đồ ngu rốt chắc. Nhà nó giàu nhưng nó về tính toán thì ngay cả nằm dưới chân của tao cũng không có xứng. Dung ngước cặp mắt đẫm lệ lên nhìn má vậy là má có cách cả à? tất nhiên rồi tưởng nó ghê gớm ra sao chứ mấy cái trò này ta còn lạ cái gì đã không dám lấy con nào nữa đâu để ta nói với cha mày gây sức ép cùng lắm thì một trọi một với nhà ông triệu ta không tin là mối quan hệ của nhà mình mà không một lần liều trận sống chết được bà thuận nói đến đây thì mừng rỡ lắm nhưng bà cũng nói thêm mày nữa đó lo mà kéo nó lên giường đi là một đứa cho nó yên tâm Chứ để hoài mình không có con cái thì thiệt thòi đủ đường. Con biết rồi, nhưng mà ngặt nỗi làm hoài không có kết quả. Con cũng lo lắm chứ. Đợi một chút. Vừa nói bà Thuận vừa đi vào trong buồng lấy một gói nhỏ rồi thì thầm. Đây là bột cá ngựa. Tao nghe cha mày nói là nó tốt cho đường con cái lắm. Ông ấy phải mua bằng mấy lạng vàng ấy chứ không ít đâu. Đem về vào phần nước hay là canh cho thằng hai thông nó uống. Biết đâu hiệu nghiệm. Dạ, dạ vâng ạ, con cảm ơn. Rời khỏi nhà mẹ đẻ Dung trở lại dinh thự của nhà chồng Tất nhiên là không ai biết được cô đã đi đâu Hay là bày mưu tính ký gì với mẹ của mình Cô gọi cho mấy đứa người ở ra ngoài chợ mua sâm Thuốc bắc và gà ác Về tìm một nồi cho cậu hai thông ăn Vì hy vọng là sẽ làm cho tâm tính của cậu dịu lại Chịu chăn gối ân ái với mình Tuy không có tình cảm gì quá sâu đậm Nhưng tất nhiên là cậu hai thông đâu phải là mèo chê mỡ tính ra thì dung cũng là một trang giai nhân ở vùng này chứ đâu có ít gì chỉ có điều cái tính của cô làm cho cậu không thích mà thôi cộng thêm tác dụng của gói bột cá ngựa kia cho nên đêm nào dung và cậu hai cũng quẩn nhau đến mấy hiệp dung mừng dữ lắm cứ đà này thì chẳng mấy chốc cô sẽ có thai đồng thời củng cố luôn vị trí trong căn nhà này Gần một tháng trôi qua thì mọi việc tưởng chừng đang xuôi xẻo mắt mái. Thế nhưng tất cả những hy vọng của Dung đều bị dập tắt một cách hết sức vũ phàng. Bởi ngay trong đêm chiếc xe ngựa của cậu Hai Thông về đến nơi. Đáng nói hơn là cậu không về một mình mà dắt theo sau lưng là một cô gái trẻ. Ai đây? Ông Triệu vừa dứt cái tàu thuốc ở trên ngựa vừa hất hàm hỏi. Lúc này bà Diệp cùng với Dung cũng từ nhà bước lên không một chút ngần ngại cậu hai thông kéo cô gái kia đứng ở giữa nhà rồi dõng dạc tuyên bố thưa cha thưa má đây là ngân sắp tới con sẽ lấy cô về làm vợ hai cái gì khỏi phải nói không chỉ có một mình ông triệu mà cả vợ của ông đều thốt lên thằng hai mày có bị gì không đó con cái con nhỏ này mày 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 moi nó ở đâu ra đây rồi rồi về đòi cưới con với cô ấy quen nhau lâu rồi nhưng con chưa có dẫn về Bây giờ hai người phải cho con cưới, bởi trong bụng cô đã mang thai đứa con của con. Đi từ bất ngờ này cho đến bất ngờ khác, ông triều liền trợn trừng mắt. Trời đất thằng hai, mày nói thiệt hay là giỡn đó hả? À? Còn nói giỡn với má làm gì chứ? Có bầu cho nên con mới dắt về đây, không phải má thích có cháu lắm sao? Không được, mày... Ông triều liền gắt lên, nhưng chưa kịp nói dứt câu thì bà Diệp đã ngăn ông lại, nháy mắt ra hiệu. Thằng hai... Mày kể cho tao với cha của mày nghe Làm sao mày biết đó là con của mày Có gì đâu chứ Con đã mua một căn nhà ở trên tỉnh Cho cô ấy bà bốn tháng này Nếu có bất cứ thằng đàn ông nào Ngoài con dám bén mảng tới Thì đã bị đám người này nói lại rồi Vậy không phải con của con Thì là của ai được chứ Người đau khổ và sốc nhất lúc này chắc chắn là Dung. Cô lên trận trừng mắt, như là chết đứng rồi ngã vật ra đất trong mày có đứa người ở tên là mơ đỡ lấy kịp rồi kéo dung đứng dậy cậu hai thông thấy như vậy thì nhếch mép cười đứng lên đi đừng có giả bộ nữa tôi đã cưới cô với đúng ước nguyện và sự ép buộc của cha mẹ cô rồi bây giờ cô thích thì cứ ở lại đây làm bà cả tiền của trong nhà vẫn thế thích thì lấy mà tiêu xài còn không muốn lấy chồng khác thì tôi cũng ưng thuận viết giấy tờ thôi nhau rồi cho cô về lại nhà ông bà tỉnh trường. anh xung liền trừng mắt chỉ thẳng vào mặt của chồng. Anh được lắm, anh được lắm lắm. Rồi sau đó cô liền quay sang phía bà Diệp. Má ơi, má nói cho con một câu có cô công đạo đi má. Chưa kịp nói hết câu thì Dung chợt nhận ra ánh mắt của mẹ chồng mình đã khắc trước. Thế là cô lắc đầu ngoài ngoại vừa vùng chạy ra ngoài. Nửa đêm chiếc xe ngựa dừng lại chiếc dinh của ông tỉnh trưởng. Chưa kịp vào đến nơi Dung đã ỏa lên khóc má ơi má đèn đóm mà trong nhà bật hết cả lên bà thuận cùng với chồng từ trong nhà thức dậy ngài ra còn có cậu hai dũng anh trai của dung nữa thấy tình trạng của cô con gái hiện tại bà thuận nhíu mày rồi hỏi còn dung làm sao vậy có chuyện gì má ơi má cứu con phải mất một lúc lâu thì dung mới có thể hạ cơn nấc nghẹn của mình lạy rồi kể hết chuyện kinh khủng ở bản thân mình mới trải qua Người phản ứng đầu tiên là cậu Hai Dũng, bởi cậu không thể nào để cho em gái của mình chịu thiệt. Cậu chống nạnh thét lớn với đám gia nhân ở nhà dưới. Tụi bay đâu, mau đem đồ ra đây, gọi thêm mấy đứa tá điện nữa. Tất nhiên là sự nóng nảy của cậu nhanh chóng bị ông tỉnh trưởng ngăn lại, ông liền nghiêm giọng. Thằng hai mày bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó. Giờ mày qua khắc gì là cắt luôn đường về của con em mày. Nhưng mà cứ để đó, Tao với má mày ắt có ăn bài Còn con Dung đó mày nín đi Xuống dưới nhà rửa mặt mày rồi đi ngủ đi Sáng mai theo tao qua bên đó Còn con không về đâu Về làm gì chứ Người ta cưới vợ khác rồi bà Một cái tát khá mạnh đến từ ông tỉnh trường Làm cho Dung chóng váng Ông liền thét lên Đồ ngu này Mày muốn mất hết hay sao mà, mà, mày về không Mày mà không về đấy đó Thì tao cũng khác gì lấy, lấy quần mà trùm lên đầu Nuôi mày lớn tới trường này mà không có khôn chút nào cả ta đang nóng đấy Nói ngu nói dốt thì được có trách Vốn rất sợ cha của mình Mỗi khi ông lên cơn tức giận Cho nên Dung cố gắng đến khóc Cô đứng lên lầm lỗi bước xuống nhà Cậu hai Dũng cũng bực dọc Quay vào bên trong buồng Lúc này chỉ còn lại hai vợ chồng Của ông tỉnh trưởng mà thôi Bà Thuận thì thầm nói Chúng mày được lắm Cứ đợi coi mèo nào cắn mèo nào Trời vừa hừng sáng chiếc xe ngựa đưa vợ chồng của ông tỉnh trưởng cùng Vi Dung đến nhà của ông Triệu. Từ bên trong hai vợ chồng của ông nhanh chóng chạy ra. Chào anh chị. Tuy cười là như vậy nhưng ông Triệu vẫn có chút biến sắc không hề nhẹ. Duy chỉ có bà Diệp là vẫn giữ được vẻ thoải mái. Ông Triệu gần như nín thở chuẩn bị tinh thần đón nhận những lời mắng chửi hết sức thậm tệ của thông gia. Ấy vậy mà mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược. Ông tỉnh trường mặt tươi cười bước tới bắt tay của đối phương. Chào ông thông gia lâu lắm rồi tôi mới qua đây chơi. Hôm qua con Dung nó kêu đi có công chuyện, đường xa trời tối cho nên là về nhà không có kịp, phải chú lại nhà tôi. Sáng nay nó về thì tôi cũng cùng bà xã nhân tiền qua thăm vợ chồng ông luôn một thế. Cũng đã lâu rồi chưa có được đàm đạo cùng với ông. Ông Triệu giật mình đưa cặp mắt ngơ ngác nhìn vợ, rồi lại nhìn về phía đứa con dâu, cả hai thầm nghĩ thì gia vung vẫn chưa nói chuyện của con trai ông cho hai người họ bước đầu mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn ông gật gù cười theo rồi nói À à đúng rồi mời anh chị vào trong nhà chơi để tôi sai mấy đứa nhỏ trong nhà bắt gà làm tiệc ông tình trường gật gù rồi nói à mà con thằng hai thông đâu hả nó không có ở nhà hả nó à, nó đi từ sớm đi lo chút công chuyện rồi chắc là hôm nay nó cũng cũng không về được đâu Vừa nói ông vừa kéo một đứa gia nhân tới rồi thì thầm gì đó. Buổi tiệc rượu diễn ra cũng hết sức vui vẻ và tuyệt nhiên chẳng ai nhắc đến gì chuyện vợ chồng của Dung. Điều này làm cho vợ chồng của bà Diệp yên tâm lắm bởi họ nghĩ chắc cô con dâu của mình đang nghĩ thông suốt. Nhưng mà không, sự điềm tĩnh này được tạo ra nhờ cả một đêm thức trắng của bà Thuận và con gái. Tiệc tàn nông tình trưởng bước thấp bước cao ra ngoài xe còn bà Thuận thì nắm chặt lít tay của con gái Thì thầm thêm vài câu rồi mới chịu ra về Đợi cho chiếc xe ngựa đi khuất sau hàng rào Thì ông Triệu mới ngập ngừng hỏi Dung con không có gì đâu cha Duyên của con và anh Thông coi như đã hết rồi Nhưng mà giờ con không thể nào rời bỏ căn nhà này được Xin cha đừng nghĩ con ham của nà gì nhà mình hết bởi nếu con rời đi thì cha con sẽ chịu không ít điều tiếng. Con cũng đã suy nghĩ nhiều rồi. Bây giờ con cứ ở đây sống cho hết kiếp làm dâu là xong. Sau này có gặp cha con thì xin cũng đừng kể chậu mới biết là được. Trời đất ơi con, con đúng là một đứa biết điều. Nhà này có con thật là phúc phần lắm. Con cứ yên tâm đi. Thằng hai thông bản tính của nó ham chơi cho nên nhiều khi không có được minh mẫn. Từ từ rồi nó sẽ nhận ra đâu mới chính là vợ của nó. Dạ con biết rồi à. Thôi con xin phép vào trong phòng nghỉ ngơi một chút Nói xong thì Dung lầm lỗi bước trở về phòng của mình. Vừa mới đóng cánh cửa lại cơn phẫn uất mà cô kìm nén từ sáng đến giờ, như thể được bộc phát. Khổ nỗi không thể khóc, không thể đập phá đồ đạc. Dung nằm vật xuống giường cắn chặt răng. Hơn này hết người duy nhất cô tưởng có thể bảo vệ được mình trong nhà này là bà Diệp thì đã hoàn toàn thay đổi thái độ bởi sự xuất hiện của đứa cháu nội từ trên trời rơi xuống. Cô hai, cô hai ơi! tiếng gọi khe khẽ vang lên không mất quá nhiều thời gian để dung nhận ra đó là giọng nói của con mơ đứa người hầu thân cận của cô dung hít hà kiềm cơn xúc động của mình rồi lọ mọ đứng dậy mở cửa mơ lách người bước vào trong sững sờ hỏi trời đất mợ hai mắt của mợ sao mà sưng húp vậy không có gì đâu chắc là do buồn ngủ thôi mợ hai đừng giấu con lúc nãy con thấy mợ hai tỏ ra vui vẻ vậy thôi Chứ chắc đau buồn dữ lắm Có trách thì cũng phải trách cậu hai Đem cái thứ sướng ca vô loài về làm chi không biết Sao? Mơ mày nói cái gì? Ơ ờ, mà không biết hả? Cái con ngân kia là đào hát ở trên tỉnh đó Con nghe người ta đồn rằng cô cũng không có hiền lành gì đâu Toàn cặp kè với mấy ông đại gia công tử hết Cậu hai nhà mình không biết có bị bỏ bùa bỏ ngải gì không Thậm chí người ta còn đồn á Không biết cái thai trong bụng kia có phải là cậu hai không nữa đó mà. Trời đất ơi Dùng ngày đến đây thì đau lòng khôn xiết Bởi thà thua kém một thiên kim tiểu tư Gia đình quyền thế nào thì còn đỡ Đằng này lại Cứ không thể kìm nén được cảm xúc của mình nữa Cứ như vậy hai hàng nước mắt tuôn rơi như mưa Mới đứng kế bên vỗ vai an ủi Mà đừng buồn nữa cứ để đó đi Còn nghĩ cậu hai sẽ nhanh chóng chán con đàn bà đấy thôi Thế nhưng mà Dung cười nhếch mép gạt nhẹ dòng nước mắt trên mặt của mình. Ký ức về cuộc nói chuyện đêm qua với bà Thuận trỗi dậy. Má ơi, con phải làm sao bây giờ con khổ quá, chắc con không sống nổi mất đâu. Ngu, nói gì mà ngu dữ vậy con? Mày chịu thua dễ dàng vậy à? Tao dặn mày những gì lúc về làm dâu. Cho dù thằng Hai Thông nó có lấy một chục, một trăm con vợ đi nữa, thì cũng chỉ có một mình mày là bà cả trong nhà. Mày có quyền lớn nhất. Nếu như mày có con thì khỏe hơn, nhưng mà không thì bây giờ mình phải chấp nhận đánh đổi Mà nói sao con không hiểu Bà Thuần phì cười rồi nói Mày không có được con thì cũng không được để cho đứa nào có con với thằng này Thông hết nghe chưa Nhưng mà cô ta có chữa rồi Mày không biết phá nó đi hả à? Dung xứng sợ trước câu nói của mẹ cô lắc đầu Không được đâu con sao dám chứ con sợ lắm Đồ ngu này nữa Mày không làm thì sau này cái con điếm đó nó cùng với con của nó leo lên đầu của mày mà ngồi Mày không những không có chút của nà nào Mà ngược lại còn trở thành có đầy tớ Nó bọc đấy Càng nghe thì Dung lại càng sợ hãi hơn Cô nắm chặt bàn tay của bà Thuận Mà thì bây giờ con phải làm sao đây Cứ để yên đó Giờ mày phải tìm hiểu coi Cái con đó từ đồng mà tới ra cảnh của nó thế nào Nếu như là bậc quyền quý Thì mình phải cẩn trọng hơn Trở lại với hiện tại Dung đã gỡ bỏ được nút thắt trong lòng bởi tình địch của cô hiện giờ chỉ là một cô đào hát không có chút quyền lực. Hơn lúc nào hết, ý nghĩ trả thù hiện rõ trong đầu của Dung. Thế là cô không ngần ngại lén bắt xe về nhà ngay chiều hôm ấy. Nghe con gái kể lại bật thuận liền cười lớn. Phen này thì thằng Hai Thông nó ngu thật rồi. Ta không ngờ thằng cha của nó khôn anh bao nhiêu, thì lại đẻ ra một đứa con gì đó. Được lắm, giờ ta sẽ cho nó biết thế nào là lễ độ. Má, má tính làm gì? Con thù thì thù đó Thế nhưng mà không dám động chân động tay Chồng con cũng có chút máu điên Nhớ nó biết con làm gì thì không có xong đâu Mày yên tâm đi Ta không ngu mà bảo mày tới đánh đập hay giết nó Mình là người khôn Mình phải ném đá giấu tay hiểu chưa Ý ý má sao Con con chưa hiểu Mày cứ ở nhà chờ tin đi Tao đi chút rồi tao về Mặc dù Dung có hỏi thêm Nhưng bà Thuận cũng không tiết lộ gì nữa cứ như vậy bà sai người đánh xe trở đi mất hút khoảng chừng hai tiếng đồng hồ sau thì bà thuận quay trở về trông gương mặt hớn hở của bà như thể vừa mới bắt được vàng vậy mà đúng ra thì nó còn hơn bắt được vàng nữa bởi bà đã nhờ được ông thầy thạch cơ một vị thầy người miên chuyên làm bùa ngải say âm binh để giúp đỡ bà đặt một chiếc túi vải xuống trước mặt con gái rồi rõng dạc nói mở ra đi Dùng có chút tuy khó hiểu Nhưng cũng đưa tay làm theo lời của mẹ Cái túi nhanh chóng được mở ra Ở bên trong là một lá bùa màu đỏ như máu Mà cũng có thể là nó được tầm máu thật Dùng nhíu mày rồi nói Má cái này là Không cần phải hỏi nhiều Bây giờ mày về đi Tìm cách lấy được tóc của con đàn bà kia Có được rồi thì đem gói cùng lá bùa này trong túi vải Đem đốt cháy thành trò cho nó uống ngược lại làm xong thì cứ ngồi chờ kết quả đi khỏi phải nói thì dung tuy không phải tin vào thứ bùa ngải nhưng trước giờ cô chưa từng nghe thiết loại bùa nào mang sức mạnh ghê gớm như vậy có có thật là hiệu nghiệm không hả má sao lại không chứ tao tốn mấy lượng vàng đó chứ không ít đâu mày nhất định phải làm cho bằng được chỉ có một cơ hội mà thôi còn giờ lo tranh thủ về lại đó đi chứ thấy lâu quá kẻo người ta sinh nghi đó Dạ con biết rồi con biết rồi ạ à? Sông cầm chiếc túi bùa nhét kỹ vào trong giỏ sách của mình Trên đường về cô suy nghĩ nhiều lắm Bởi thật đầu thì nghe khá là đơn giản Chứ nếu thực hiện thì lại là một vấn đề khác Giờ về đó cười nói vui vẻ rồi giật tóc Nấu đồ ăn có bỏ bùa vào trong tình địch Thì những người trong nhà chỉ có duy nhất hai suy nghĩ mà thôi Một là cô bị điên hai là cô đang có ý hãm hại. Dung liền dặn lòng, khó thì khó nhưng mình nhất định phải tìm cho ra cách. Về đến nơi cô vẫn giữ gương mặt vui tươi như không hề có chuyện gì của mình. Vừa hay lúc đó cậu Hai Thông và Ngân cũng về đến. Cả ngày hôm nay hai người lên trên Sài Gòn để mua sắm đồ cưới. Trong thấy vợ cậu Hai vô tình đến nỗi không thèm nhìn. Cứ như vậy ôm tình nhân bước vào bên trong. Tuy lửa hận đã lên đến não Nhưng vì đại cuộc Dung chỉ biết cắn răng chịu đựng mà thôi Trước cái gan của cô lúc này Thậm chí muốn lao đến xé xác ngân ra Về đến phòng của mình Tất nhiên đêm nay Dung sẽ ở lại một mình Cậu Hai Thông đã chuẩn bị một căn phòng khác To lớn rộng rãi hơn Để ở cùng với nhân tình Mà cô ta cũng nhanh chóng trở thành vợ của cậu mà thôi Tiếng gõ cửa lại vang lên, làm ngắt luồng suy nghĩ của Dung. Cô nói với một vẻ khó chịu. Ai đó? Dạ là con à. Nhận ra mơ Dung đứng dậy mở cửa. Có chuyện chi đó? À, dạ cơm nước xong xuôi rồi. Ông bà say con kêu mợ hai ra ăn cơm. Nhưng mà thấy có cậu với cô Ngân ở đó. Con nghĩ chắc mợ ra cũng không có lòng dạ nào ăn. Cho nên là con xin đem vào đây cho mợ ăn. Trước sự tận tùy của đứa hầu gái, Dung không khỏi xúc động của thủ thủy. Trong nhà này giờ dạ chắc chỉ có một mình mày là có thể lắng nghe tao mà thôi. Mờ lắc đầu thở dài ngao ngán. Chắc sắp tới còn không có nhiều thời gian để trò chuyện với mợ nữa. Tại sao mày đi đâu? Có đi đâu đâu do chưa tìm được đứa nào hầu cô Ngân. Cô ấy lại còn đang trong thời kỳ thai ngén. Cho nên bà chủ sai con sang bên đó để hầu cô. Trời đất đây đúng là quá đáng mà. Hết cướp chồng của tao bây giờ lại cướp luôn đứa hầu cận. Nói nó là con quỷ cái đội lút người quả là không sai. Nhưng rồi đột nhiên trong đầu của Dung nảy ra một ý định. Cái ý định mà cô chắc chắn nó sẽ thay đổi hoàn toàn cục diện trong gia đình này. Thế là ngay lập tức Dung đưa tay khép cánh cửa lại. Nắm lấy tay của mơ kéo tới gần giường mình rồi thỏ thẻ. Mơ này, mày mày có thương mợ không? Tất nhiên là có rồi. Còn theo mợ tính ra cả năm trời. Mà còn thường xuyên cho tiền cho quần áo, mà nếu được con muốn tôn mợ lên làm bồ tát sống của con luôn đó Vậy nếu mà mợ muốn mày làm cho mợ chuyện này mày có dám làm không? Đừng nói là một chuyện, một trăm chuyện con cũng dám Giỏi, giỏi lắm Dung mỉm cười kề sát tay của mơ thì thầm Cô nói tới đâu thì con bé trợn mắt sững sờ đến đó Nhưng nói xong nó không những không thắc mắc mà gật đầu chấp thuận Dung dặn nó thêm mấy thứ rồi mở cửa cho nó ra ngoài. Đợi cho mơ đi khỏi cô ngồi xuống bàn ăn cơm. Có thể nói đây là bữa cơm ngon nhất trong mấy ngày qua. Vừa ăn Dung vừa thẩm nghĩ. Ông trời giúp mình thật giỏi. Ngân à, chỉ trách mày đã chọn sai người để động vào đấy. Ngay buổi sớm tinh mơ ngày hôm sau mơ đã gõ cửa phòng của Dung. Mơ hai, mơ hai ơi. Biết là đứa hầu đã có tin tức cho mình cô liền nhanh chóng mở cửa kéo nó vào trong. Thế nhưng có nằm mơ thì Dung cũng không thể ngờ được rằng mơ đang cầm trên tay thứ cô trần trở suy nghĩ. Đó chính là mấy sợi tóc của Ngân. Khỏi phải nói cô rít lên trong sùng sướng. Trời đất, mơ, sao mà lấy được nó nhanh vậy? Có gì đâu hả? À? Mơ mỉm cười thuật lại thành tích của mình. Lúc sớm tình mơ thì con thấy cậu hai rất cô Ngân đi ra ngoài, nghe đâu là đi chơi, con cầm trồi vào dọn dẹp thì phát hiện ra trên gối có bốn năm sợi tóc dài. Nhớ tới lời mợ dặn đêm qua, con gom hết chúng lại rồi tức tốc chạy sang đây. Giỏi, mày giỏi lắm. Không một chút trần trừ dung mở túi sách rối cho nó mấy tờ tiền vào tay. Đây, mợ cho mày mấy đồng. Đem về cho cha mày nuôi em. Dạ, con đồ ơn mợ. Nhưng mà khoan đã, mày vẫn còn nhớ lời tao chứ. Con nhớ mà Mơ gật đầu thiết là cô nhận túi bùa của Dung đưa, cất cẩn thận trong lưng quần rồi chờ đợi thời cơ thích hợp sẽ tiến hành bước tiếp theo. Tính đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ đang diễn ra hết sức thuận lợi đối với Dung. Tuy nhiên bởi là do lần đầu cho nên cô cũng có chút lo lắng. Hơn nữa mơ tùy thân cận nhưng nó là đứa duy nhất tiếp xúc với Ngân. Nếu như có chuyện gì xảy ra mà Diệp tra khảo thì chắc chắn nó sẽ khai ra mặt thôi. Thế là một kế hoạch khác lại nảy ra trong đầu của Dung. Nghĩ ngợi thêm một lúc thì cô mở cửa bước ra ngoài, tiếp tục đóng cho xong vở kịch của một đứa con dâu hiếu thảo, một người vợ cam chịu tội nghiệp. Thời gian cứ như vậy trôi đi, cho đến ba ngày hôm sau, cũng vào một buổi sáng sớm mưa lại gõ cửa phòng báo tin. Lần này thì thậm chí mọi thứ còn thuận lợi hơn, khi chén tổ yến chừng với đường phèn có hòa trộn thêm cho bột của túi bùa đất được ngân uống cạn. Thậm chí cô ta còn không chút nghi ngờ gì mà đòi xin thêm chén nữa. Khỏi phải nói Dung vui mừng khôn xiết, cô ôm chầm lít mơ rồi thủ thỉ. Mày giỏi lắm, mày giỏi lắm mơ à, ta đúng là không nhìn nhầm người. Có gì đâu mợ, chuyện của mợ cũng là chuyện của con mà. Được rồi đây, mợ thường cho mày. Dung cầm chấp tiền ở trên tay đưa cho mơ không quên dặn. Số tiền này lớn, mày tranh thủ chạy về nhà cất đi, chứ nếu không thì rớt mất lại tiếc lắm. Dạ vâng à. Mơ gật đầu rồi vội vàng ôm tiền lẻn đường cửa sau mà về nhà. Thế nhưng cô đâu biết được rằng chuyện kinh khủng nào sẽ đến với mình sau đó cửa chứ. Buổi tối ngày hôm ấy cũng là giờ cơm, Dung bước từ trên nhà xuống ăn cùng với mọi người, vẫn là với gương mặt đầy sự nhẫn nhịn cô cúi đầu chào ông triệu bà diệp không quên nhẹ nhàng hướng ánh mắt nhìn về phía cậu hai thông em mời chồng ăn cơm mà cười lo phần của cô đi không cần mời tôi làm gì cậu ta trả lời với một giọng điệu hết sức lạnh lùng đáng phẫn uất hơn là ngay sau câu nói ấy liền dùng đũa gắp một cái đùi gà thật lớn bỏ vào chén cho ngân dung giận đến tím cả mặt Ông chiều thì nhẹ nhàng chen vào để làm dịu bớt bầu không khí. Thôi, mấy đứa lo ăn đi rồi còn lo đi làm công chuyện. Thế nhưng bà Diệp có vẻ như không coi Dung là con dâu nữa, bởi bà thằng thường hỏi con trai. Thằng hai, cái việc cưới hỏi đã chuẩn bị xong hết chưa? Sao tao thấy mày với con Ngân nó cứ rung rẩng như là không vậy hả? Tất nhiên là xong hết rồi, chờ má mướn thầy bà việc coi, lựa ngày lành tháng tốt là làm một cái lễ thật to. Không được. Ông Triệu lắc đầu. Mày cưới lần thứ hai chứ có phải lần đầu tiên đâu mà làm rình rang lên. Tổ chức cho có là được rồi. Hơn nữa ta cần phải giữ mối hòa hảo với gia đình anh chị xui. Cậu Hải Thông tuy không đồng ý với ý kiến của cha mình, nhưng tất nhiên là không thể cãi lại. Còn về phần của Dung cô im lặng không đáp. Sự nhẫn nhục bây giờ có thể đã vượt quá sức tưởng tượng mất rồi. Đột nhiên Ngân kêu lên một tiếng, làm cho mọi người ngưng lại câu chuyện thoáng thấy nét nhằn nhỏ trên khuôn mặt của đứa dâu quý bà diệp lo lắng hỏi ngay ngân con mày sao đấy hả con có đau chỗ nào không người không chẳng con không biết tự dưng con thị đau nhói ở trong bụng khỏi phải nói bà diệp đứng phát dậy chạy đến có đau nhiều không mấy đứa đâu mà gọi thầy thuốc tới nhanh lên chứng kiến hành động của bà diệp dung hết chịu nổi cô đứng lên bỏ đi về phòng của mình thế nhưng vừa đi khuất khỏi đám đông ở nhà trên thì cô mỉm cười bởi chắc bùa ngải đã bắt đầu phát huy tác dụng về đến phòng thì sung sực nhớ ra chuyện của mơ giờ này chắc đám giang hồ mà cô thuê xử lý gọn gàng số tiền mà dung đưa cho con bé lúc sáng chính là tiền công cho đám giang hồ cô thằng người nằm lên giường nhẹ nhàng tận hưởng giấc ngủ một cách đầy sảng khoái thêm hai ngày nữa trôi qua cơn đau trong bụng của ngân mỗi lúc một nghiêm trọng thậm chí cô còn chẳng thể nào tự mình đứng dậy khỏi giường. Hàng chục thầy thuốc bác sĩ phương Tây được bà Diệp mời đến, nhưng đều lắc đầu không tìm ra bệnh. Sự lo lắng về đứa con dâu cũng làm cho mọi người trong nhà quên đi sự biến mất đầy bất ngờ của mơ. Dung thì hài lòng lắm, chiều nay cô bắt xe về nhà thuật lại mọi chuyện cho bà Thuận nghe. Tất nhiên là bà vỗ tay đồm đốt một cách khoái chí chưa hết sau khi biết con gái của mình diệt trừ luôn cả mơ thì bà liền thốt lên kinh ngạc trời đất tơi dung ơi là dung sao nay mày lại khôn thế hả con đúng rồi mày phải cứng rắn lên sau này mới không có đứa nào dám động đến con là con của má mà không khôn sao được chứ nhưng mà má ơi còn có một chuyện nữa làm con canh cánh trong lòng lắm chuyện gì con con sợ nếu như là diệt được con ngân thì chồng con cô sẽ tìm một con đàn bà khác như vậy thôi ở ngoài thiếu gì chứ rồi cũng có cái con ngân thứ hai thứ ba Thế đó chẳng phải con phải giết từng đứa sao hả Nghe con gái nói đến đây Thì bà Thuận cũng trột dạ Bởi chuyện quan trọng cốt yếu nhất Không phải là cậu hai thông dẫn bao nhiêu phụ nữ về nhà Mà Dung bằng mọi giá Phải có được một đứa con với cậu ta Thế là thêm một lần nữa Bà đành phải đi tìm ông thầy thạch cư Lúc này quà cũng dắt cả Dung đi nữa trời về chiều hai mẹ con của bà thuận dừng chân trước một cái tròi nhỏ rách nát bên trong tối om bà thuận liền cất tiếng gọi thầy cơ thầy cơ ơi sau tiếng gọi của bà thì từ trong cái tròi có một người đàn ông bước ra ông ta trông vừa gầy vừa thấp bé thậm chí nếu như chỉ nhìn từ xa thì chắc sung còn tưởng đây là một đứa bé không chừng ông ta đưa cặp mắt trong trắng chiếm hơn hai phần mở trừng trừng nhìn bà thuận Bà bước tới gần thì thầm nói điều gì đó. Vừa nghe ông ta vừa gật đầu. Xong rồi ông ta chỉ tay về phía của Dung mà ra hiệu. Cô tới đây. Dạ con... Tuy không biết ông ta sẽ làm gì mình, nhưng Dung vẫn nghe theo. Khi chỉ còn cách ông thầy chừng ba bước, thì ông ta đột ngột dùng tay ấn lên đỉnh đầu của cô rồi đọc thần chú. Khi tiếng niệm vang lên, Dung thấy đầu của mình choáng váng, Hai bên thái giường đầu như thể có ai đó dùng búa đập vào đầu của mình vậy. Đậu, đau quá. Tiếng động của ông thầy vẫn không đứt, Dung gần như là mất đi ý thức. Cô đổ vật xuống đất rồi ngất điểm đi. Đến khi tỉnh lại thì Dung phát hiện mình đã nằm ở nhà. Đáng nói hơn là bà Thuận không hề bất ngờ hay quá quan tâm tới chuyện cô tỉnh dậy mà chỉ nhẹ nhàng nói. Giờ mày về đó lo ăn uống tỉnh dưỡng cho tốt chuyện sắp tới cứ để tao với thầy thạch cơ lo liệu tao tốn tới chục lượng vàng rồi đấy lần này không được nữa thì mày đành phải chịu thôi còn cái chuyện con cái má có hỏi thầy cơ cho con không có thế nhưng mà phải đợi tới lúc mày có kinh thì mới làm được mà nói gì con không hiểu tự nhiên có kinh làm gì bà thuần hít một hơi thì thầm thuật lại những gì mà ông thầy thạch cơ căn dặn vào ngày hành kinh á mày phải lấy máu đó trộn với bùa bỏ vào thức ăn cho thằng hai thông nó ăn trời đất cái gì mà dơ thế mà coi không làm đâu ghê lắm đồ ngu này sao mày chịu làm hay là chịu mất chồng đây là bùa yêu đấy con được có mà ngu để chuộc được bùa này tao phải tốn không ít tiền đâu nhưng mà trước mắt cứ để tao giữ bùa cho khi nào tới ngày lúc đó thì về đây tao làm cho dung muốn hỏi nhiều hơn về chuyện gì đã xảy ra nhưng trong đầu vẫn còn ong ong Cộng thêm trời đã muộn cho nên cô đành phải tranh thủ quay trở về nhà gặp chồng gấp. Về đến nơi thì đang chuẩn bị tinh thần phải đối diện với những hành động tình tứ của cậu Hai Thông và Ngân thì Dung khựng lại bởi cảnh tượng bên trong nhà ông Triệu bây giờ chỉ gói gọn trong hai từ hỗn loạn. Đám gia nhân thì chạy nháo nhào còn cậu Hai Thông thì đứng quát tháo liên hồi. Bà Diệm thì chắp tay lại lâm dâm khấn vái Duy chỉ có ông Triệu là có vẻ bình tĩnh nhất Khi mà ông chỉ ngồi thử người trên ngựa Dung bước tới tò mò hỏi Trong nhà có chuyện gì vậy? Không có ai trả lời câu hỏi của cô Nhưng đúng lúc này thì từ gian nhà dưới Có hai ba ông thầy thuốc bước lên Vốn họ đều là những người thân cận của gia đình ông Triệu Hễ trong nhà có ai bệnh tật gì Thì đều gọi họ đến xem cả Cậu hai vội chạy đến bấu vai của một người trong số đó rồi hỏi Sao rồi? Vợ tư sao rồi? Vị thầy thuốc thở dài lắc đầu ngao ngán Hiện tại sức khỏe của vợ cậu đã ổn định rồi Nhưng còn đứa bé ở trong bụng Ta e là không giữ được nữa đâu Phải uống thuốc trục nó ra thôi Trời đất ơi Bà Diệm thốt lên đầy đau khổ Chưa dừng lại ở đó Ngân chảy sộc lên với một khuôn mặt hốc hác đến rõ Cô liền gào khóc Không, không ai được chụp của con tôi ra Nó vẫn còn sống Nó vẫn còn khỏe mạnh Cậu hai thông bước tới Ôm lấy nhân tình thủ thì an ủi Ngân Em bình tĩnh lại đi Quan trọng là sức khỏe của mình Chứ con cái thì sau này kiếm cũng được mà Cậu hai này Vì thầy thuốc tiếp tục nói chen Còn việc này nữa Tôi tuy không muốn nhưng mà vẫn phải nói Vợ cậu khó có khả năng sinh đẻ nữa Cái gì? Ông nói cái gì? Cậu hai thông trợn trừng mắt lao đến tôm lít cổ áo của đối phương đấm trong mấy đấm. Về thầy thuốc nhăn mặt đau đớn tuy nhiên vẫn kiên nhẫn giải thích. Giờ cậu có đánh chết tôi thì tôi cũng phải nói ra sự thật. Sự thật? Sự thật gì chứ? Nhiệm vụ của ông là phải chữa được. Ông phải chữa được. Vừa nói cậu hai thông vừa đấm đá túi bụng. Thằng hai, mày dừng lại đi. Ông triệu lên tiếng. Mày đánh chết người ta được rồi cái gì chứ? Được có giận mất khôn. Còn ông hãy mau về đi việc cũng hết rồi. Vì thầy thuốc gần gù ông bụng nhăn nhó rời khỏi, còn cậu hai thông dìu ngân chạy ra để đi Sài Gòn khám bệnh. Nghe bảo bác sĩ Tây Phương ở trên đó hay lắm. Cậu đi khuất thì trong nhà chỉ còn lại Dung và hai vợ chồng ông Triệu mà thôi. Chứng kiến tất thảy những chuyện vừa xảy ra, Dung tuy trong lòng mừng rỡ, nhưng cậu vẫn phải kiềm nén nó lại. Dung bước tới thì thầm với bà Diệp. Má à, mà bình tĩnh lại đi Chuyện rút cuộc là sao à Cái thay trong bụng con Ngân lại hỏng ngã. Bà Diệm lắc đầu thở dài Mà đầu bết chứ Tự nhiên nó thành đầu bụng uống thuốc hoài mà không có bớt Lúc nãy nó vừa ăn cơm xong Thì ôm bụng ngã vật ra sàn Mà với thằng hai kêu thầy tới Coi bệnh thì lại thành ra như thế Xem ra cái nhà này không có phúc phần Đừng con cháu rồi Nghe đến đây thì ông Triệu nhú mày chen vào Tôi lại thấy đây là chuyện tốt Ông nói gì lạ vậy hả? Nó là cháu của mình sao lại tốt? Bà không thấy mình còn con Dung hay sao? Nó dù gì cũng xuất thân từ gia đình gia giáo đàng hoàng. Cực chẳng đã vì cái thai trong bụng con Ngân cho nên tôi mới nín nhịn chấp nhận cái đám cưới này. Còn bây giờ tôi không cho chúng nó cưới nhau nữa. Cái phường sướng cao vô loại đó lấy về chỉ để làm tổ cho trò cười cho thiên hạ thôi. Bà muốn có cháu nội thì nói với thằng hai nó chịu khó ăn nằm với con Dung. Nhìn lại mình đi, thì cũng có một mình bà chứ ai Có đời nào muốn kiếm thêm con mà lấy người khác Chuyện này tôi nghĩ lại là gia đình mình có phúc đấy Ông trời đã ngăn chặn lại trước khi quá muộn Dùng ngày đến đây thì trong lòng vui sướng lắm Cô quỳ xuống rừng rừng nước mắt Cha Con cảm ơn cha đã nghĩ cho con Nói thật là con đã bắt đầu chấp nhận Bởi con không được chồng con thương yêu nữa Nhưng ít ra trong nhà này Cũng có người thương con như cha Không có gì Thôi còn đi ăn gì đó rồi nghỉ đi Không còn sớm nữa đâu Dung gật đầu đứng dậy quay trở về phòng Đến nơi cô thả người nằm trên giường suy nghĩ miên man Hiện tại thì Ngân không còn là mối lo ngại lớn nhất nữa Mà đó chính là làm sao để có thai Chỉ có như vậy cô mới có hy vọng giữ được cậu hai thông cho riêng mình Nghĩ ngợi một hồi Dung ngủ tiếp đi lúc nào không biết Đến nửa đêm cô thức dậy khi lắng nghe có tiếng gõ cửa ở bên ngoài phòng. Vẫn còn đang trong cơn ngái ngủ cho nên Dung liền gọi với ra. Đứa nào đó bay, giờ này còn gọi làm cái gì thế? Dạ, thưa mợ là con đây. Một giọng nói khá thân quen vang lên làm cho Dung giật bắn mình. Bởi tuy đang mơ màng nhưng cô vẫn nhận ra được đó là ai. Mơ, con mơ. Đúng, giọng nói này đích thị là của đứa hậu gái tên mơ nhưng làm sao có thể khi mà nó đã bị dung thuê người giết chết mợ hai ơi mợ hai mở cửa cho con đi lần này thì đúng là giọng của con mơ không thể nào nhầm lẫn được nữa dùng sợ hãi lắm nhưng rồi cô nghĩ hay có khi nào đám giang hồ kia đã sai sót thay lời nhầm người để xác minh cô nhòm người dậy bước xuống giường tiếng đập cửa vẫn còn chốc chốc vang lên dùng hít một hơi chuẩn bị tinh thần để mỉm cười như chưa có chuyện gì xảy ra thế nhưng khi cánh cửa vừa được cô mở ra thì hỡi ôi đúng là mơ đang đứng ở bên ngoài nhưng mà tình trạng của nó hết sức kinh dị máu me đầy người từ trên đầu một vết chém thẳng xuống tạo thành một vết nứt lớn chưa hết cổ của nó cũng bị chém gần như đứt lìa với những vết thương như thế này một người bình thường có thể sống được ư? Chừa hết, mơ nhuận miệng cười nhìn Dung. Mà mở cửa lâu quá, con chờ nãy giờ mà cô khỏe không đấy? Vừa nói máu từ trong mạch cổ tuôn ra ổng ngọc. Dung thét lên một tiếng xua tay lê lịa. Phải mất một lúc lâu sau cô mới nhận ra được là mình nằm mơ. Cô thở dốc thiểu thảo. Trời đất ơi kinh dị quá. Nhưng Dung cũng chỉ nghĩ chắc bản thân của mình hơi mệt cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều cho nên sinh ra mộng mị linh tinh mà thôi cô thả người xuống giường lại thiếp ngủ đi sáng ra không khí trong nhà có chút dịu lại chứ không còn căng thẳng như trước bà diệp cũng bắt đầu vui vẻ ví dung như lúc trước không phải thôi không có cái thai trong bụng của ngân thì cô ta đâu thể sánh ngang được ví dung cô ngồi xuống ghế nhẹ nhàng hỏi chồng con về chưa hả má chưa mà thôi kệ nó đi con Ngân kia bây giờ có khác gì người thừa trong nhà đâu. À, trên này có muốn ăn gì? Để má xe con mơ ra chợ mua một thể. Lúc nãy mới dặn nó mua mấy con cá về kho ngọt mà thôi. Sao ạ? À? C con mơ, má xe con mơ à? Ờ, đúng rồi. Nó là người ăn kẻ ở trong nhà không say nó thì sai ai? Cơ không phải, má thấy nó à? Bà Diệp díu mày một cách khó hiểu bà liền phì cười. Dùng, Xong... Con sao đấy hả Chẳng phải nói là đứa hầu cận của con Có gì mà con bất ngờ dữ vậy Con con Dùng hít một hơi như lấy lại bình tĩnh à, Dạ mấy bữa này nó xin về nhà có công chuyện Cho nên là con đâu có thấy nó chứ Vậy lúc này mà thấy nó ở đâu Gọi lên cho con sai bảo một chút công chuyện Tất nhiên là bà Diệp không hề nghi ngờ gì Bà thản nhiên gọi lớn xuống dưới Con mơ Con mơ đâu lên đây bà bảo thế nhưng mà gọi đến ba bốn lần vẫn không thấy nó trả lời quay lại những cái con bé này nữa nó đi đâu nữa rồi mà con cần gấp không để má sai đứa khác lấy cho à, dạ không sao ạ thôi con về phòng đấy dùng bước một mảnh trở về phòng của mình tới nơi cô bắt đầu nghĩ ngợi bà diềm bảo thích con mơ thì chắc chắn là bà đã thấy nó thật chứ không có lý do gì phải nói dối nhưng tại sao nó lại xuất hiện được trong nhà này? Chẳng phải nó đã chết rồi sao? Hay nó đã thành ma thành quỷ để quay về trả thù cô? Để xác minh những suy nghĩ trong đầu của mình, Dung nhanh chóng liền ra ngoài tìm gặp đám giang hồ lần trước. Nhìn thấy cô tin cầm đầu nhuền miệng cười, một nụ cười đầy khả ố. Mà hai nhà ông chủ triệu đi mà, sao? Bây giờ muốn giết ai nữa hả? Nhưng mà nói trước giá lần này là cao lắm đấy. Dung liền trừng mắt liền nói Chuyện là trước các người làm xong chưa Trời đất ơi mợ hai ơi là mợ hai Sao lại chưa xong Chính tay tôi đã tiện nó về nơi chín suối rồi mà Cậu muốn tôi kể lại tường tận mọi chuyện cho mợ nghe không Ông nói là ông giết nó rồi Vậy sao sáng nay má chồng tôi bảo là vẫn thấy nó ở trong nhà Cái gì Nụ cười trên môi của tiên giang hồ thất liệm Gã cũng tỏ ra sừng sốt lắm Không, không thể nào nó không thể sống được đâu. Hơn nữa sau khi xử lý xong rồi bọn tôi đã đào hố chôn nó ở trong mé rừng rồi. Mà hai đừng có mà làm tôi sợ nhé. Hay là muốn kiếm cớ đòi lại tiền đó hả? Dùng nghiêm mặt móc trong giỏ sách cho một sớp tiền. Thì không có làm mấy cái trò đó đâu. Cầm lấy tiền này rồi dắt tôi đến chỗ chuyên con mơ đi. Nếu mà các người giờ trò thì chắc chắn không xong với tôi đâu. Tiên giang hồ nhìn xấp tiền thì hai mắt sáng rực cả lên. Tất nhiên là nếu như mơ đã chết thì số tiền này sẽ là số tiền mà gã kiếm dễ nhất trong cuộc đời của mình thế là không chút chần chừ dung được đám giang hồ dắt đến chỗ mà chôn sắc của mơ đi chừng nửa giờ thì cả bọn dừng lại trước một bãi đất cây cối um tùm rậm rạp gã chỉ tay về phía trước rồi nói thưa mợ hai đó là nơi chôn cất con mơ nếu mợ muốn thì để tôi kêu đàn em đào lên cho mợ coi chỉ sợ nhìn thấy mợ không dám nhìn mà thôi không sao đâu cứ đào đi gã ta hất hàm ra hiệu cho đám đàn em của mình thế là khá nhanh một chiếc chiếu được lộ ra dưới lớp đất dày cộp dùng nhờ mắt hồi hộp chờ đợi chiếc xác được lật mở và rồi khi nhìn thấy thứ gói ở bên trong chiếc chiếu thì cô sợ đến mức suýt nữa mà ngất đi bởi đây đúng là mơ nó đã bị giết chết sợ sao, sao lại dùng thụt lùi lại đằng sau bởi tình trạng của mơ hiện giờ và những vết thương ở trên đầu giống hệt như giấc mơ đêm qua của cô làm sao có thể trùng hợp kỳ lạ đến như vậy về đến nhà thì sự hoang mang vẫn tràn ngập trong óc của dung những tưởng đầu ngày hôm nay cũng đã đủ sợ nhưng mà không bà diệp bước ra nói một câu mà con nằm mơ cô cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi dung con đi đâu cả buổi sáng ngày hôm nay đó cái con mơ nó kiếm con đó khỏi phải nói thì dung lên cơn ớn lạnh ngay sau câu nói của chồng miệng của cô mấp máy ú ớ không thành tiếng mà mà nói sao ạ à? ơ ờ, cái con này mày vì nó cứ giống như là chơi trốn tìm nhau vậy đó hả nó vừa mới ở đây thôi hỏi má rằng là mày đi đâu chưa kịp nghe bà diệp nói hết câu thì dung thét lên một tiếng để kinh hãi rồi bỏ chạy về phòng của mình và đến nơi thì cô đóng sầm cửa lại khóa chốt một cách cẩn thận, thậm chí là không thể nào quên được cái chết kinh dị của mơ. Tất nhiên là cô không thể nào quên được cái chết kinh dị của mơ, vậy thì không thể nào cô ta còn sống và xuất hiện được ở trong nhà. Chỉ có một khả năng đó chính là mơ đã thành ma quay về đây để báo thù mà thôi. Ngồi thu lu ở trên giường dung liên tục nghĩ đủ thứ bậy bạ, nào là mơ hiện ra bóp cổ cô trong lúc ngủ, hoặc nhập thẳng vào người của cô rồi vạch trần tội ác của cô. Lúc còn nhỏ cô thường hay nghe người ta kể hàng chục hàng trăm các câu chuyện như thế. Sự sợ hãi lại càng dâng lên cao hơn, không thể chần chừ thêm được nữa. Dùng quyết định chạy về nhà mẹ đẻ để mà cầu cứu. Về đến nơi cô kể hết cho bà Thuận nghe, bà có vẻ mệt mỏi lắm. Đúng thật là lắm chuyện mà, sao lại rắc rối thế này nữa không biết. Tuy cảm giảm thế nhưng mà bà cũng nhanh chóng đi tìm thầy. Lần này có vẻ khá nhanh, chắc do hai bên đã quen biết nhau. Bà đưa một lá bùa cho con gái rồi nói. Mày cầm lấy nó, nhét vào miệng cây xác của con mơ kia là xong. Nó có thành ma có không dám hại mày được nữa. Phải, phải nhét trong miệng à? Ta đâu có biết chứ, ông thầy nói sao thì ta nói cho mày như vậy. Nhận ra biểu hiện khó chịu không thường thấy của mẹ mình, Dung tò mò hỏi Má à Bộ trong nhà của mình có chuyện chi sao à Mà sao má nóng quá vậy Bà Thuận lắc đầu rồi nói Cũng không có cái gì đâu Chỉ là cái chuyện quan trường của cha mày Có chút trục trặc mà thôi Nhưng mà chắc không có sao đâu Mày lo thân của mày đi Làm gì cũng phải làm cho nó khéo Để cho người khác biết được lại sinh chuyện ra À má nghĩ mày nên tự tay làm chuyện này đi Chứ đừng nhờ đám giang hồ kia nữa Nhớ làm xong chúng nó nắm thóp của mình tống tiền thì khổ đấy. Thấy bà Thuận nói cũng có phần đúng cho nên Dung liền gật đầu. Cô cầm lá bùa rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về Dung tranh thủ thời gian lúc còn chưa tối hẳn. Cho nên quyết định sẽ ra nơi trồn cất xác của mơ để yểm bùa. Lúc nãy quyết tâm là như thế. Thế nhưng bây giờ khi sắp phải chứng kiến lại cái xác đầy kinh dị kia thì cô có chút e sợ phải mất thêm một lúc thì dung mới hạ được quyết tâm cô bắt đầu bước tới cầm gụi đào đất bằng tay không do bị đào xới lên lúc trước cho nên là đất tươi xốp lắm khoảng chừng nửa giờ hì hục đào thì dung cũng động được đến chiếc chiếu trước khi lật nó ra thì cô hít một hơi nghiến răng lại rồi thiều thảo mơ à tao không muốn chuyện tới nước này đâu nhưng mà do mày đã biết quá nhiều tao hết cách rồi mày yên tâm đi sau khi ta làm xong ta sẽ cho tiền gia đình của mày thật là hậu hĩnh nói xong thì rung run rẩy đưa tay lật mở chiếc chiếu thế nhưng thêm một điều nữa cô không thể tin vào mắt của mình bởi bên trong trống không không hề có sắc của mơ dùng lắp bắp giật lùi lại phía sau cái 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 gì thế này sao sao lại như vậy đúng là sắc của mơ đã biến mất nhưng mà làm sao lại có thể như vậy được Chẳng phải chính mắt cô đã nhìn thấy Hay là đám giang hồ kia đã dở trò Nhớ tới lời của bà Thuận nói cô lo lắng lắm Có khi nào chúng dùng mơ để mà uy hiếp tống tiền cô không Không được Mình không thể dính líu đến nữa Tốt nhất là cứ lờ đi vậy Thế là Dung liền đứng lên phủi lại quần áo Rồi quay về như chưa có chuyện gì xảy ra Đến nơi cô thấy chiếc xe ngựa của chồng mình ngừng ngay ở bên ngoài Vậy có nghĩa là anh ta đã đưa Ngân về Không biết tình hình thế nào Dung, con đi đâu mà bây giờ mới về vậy Dạ con con đi mua chút đồ cho má con Cô quay sang phía của chồng Anh về rồi hả Ngân đâu rồi Còn nhắc tới con đấy làm cái gì nữa Bà Diệp liền nói chen Má đuổi nó đi rồi Nãy giờ cũng nói chuyện với cái thằng hai nó hiểu Nó hứa là sẽ không qua lại Với cái thứ sướng cả vô loại ấy nữa có, có, có thật không ạ? À? Dung lắp bắp, quả thật là cô không thể tin vào tay của mình được nữa. Những gì mà bà Diệp vừa nói, phải đến khi bà lặp lại lần thứ hai, thì cô mới nhẹ nhõm cả người. Còn cậu hai thông thì cậu cũng không khó chịu, hay là học hành với cô mà chỉ im lặng. Những gì đang diễn ra ở đây quả thật như là một giấc mơ đối với Dung vậy. Những điều cô mong ước đã trở thành sự thật. Phút giây tràn ngập hạnh phúc này đã làm cho Dung quên bán đi chuyện về mơ. Ăn cơm tối xong lần đầu tiên sau gần một tháng trời, cậu hai thông mới vào phòng ngủ ở trong phòng của Dung. Điều này cũng ngầm như là khẳng định cô đã chiến thắng trong cuộc chiến giữ chồng. Nằm nghe tiếng ngáy khe khẽ của cậu hai vang lên mà Dung vui như là muốn khóc, cô liền lầm nhầm. Đúng là ông trời có mắt. Sau bao nhiêu gian khổ thì bây giờ mình cũng đã lấy lại được những thứ thuộc về mình. Sự thoải mái hiện thời làm cho giấc ngủ đến với Dung một cách nhẹ nhàng. Cô cũng không cứng lại nó mà từ từ nhắm mắt lại. Thêm một lần nữa, tiếng có cửa ở bên ngoài đưa Dung ra khỏi giấc ngủ ngon lành. Vẫn còn ám ảnh với những chuyện lần trước cho nên cô e rẻ lắm. Tiếng có cửa vẫn còn vang lên, Dung liền ấp úng hỏi. Ai đó? Tôi đây, mau ra mở cửa đi. Làm gì mà khóa cửa lại vậy? Dung thở phào nhẹ nhõm bởi đây không phải là giọng của mơ. Nhưng mà khoan đã, giọng này là của cậu hai thông chồng của cô. Nhưng cậu từ tối đến giờ đang nằm ngủ với Dung cơ mà. Theo phản xạ cô đưa mắt nhìn xuống người nằm kế bên mình thì hỡi ôi. Đó không ai khác, chính là mơ. Không, phải gọi là xác của mơ mới đúng bởi nó trắng bệch đẫm máu từ vết thương chảy ra khỏi phải nói dung như là muốn chết đi sống lại cô hét toáng cả lên trời đất ơi cô đi sự kinh dị vẫn chưa dừng lại ở đó mơ ngồi bật dậy đưa hai tay bám đi vai của dung dung sợ quá hét toáng cả lên cộng với mấy chiếc lắc vai làm cho dung bừng tỉnh trước mắt của cô là cậu hai thông người bấu vào vai của cô là cậu, chứ không phải là mơ. Dùng thở dốc từng hơi, cậu hai nhíu mày thắc mắc hỏi. Dung, em sao vậy? Càng hỏi dưng như là người mất hồn, cô ôm chầm lấy chồng rồi khóc như mưa. Những thức kinh khủng vừa rồi thì có thể chỉ là một giấc mơ, thế nhưng mà bấy nhiêu cũng đủ để cho Dung nhận thức. Nếu như chưa yểm bùa được xác chết của mơ, thì cô sẽ chẳng thể nào được bình yên dung ngồi thu lu ở trên giường cô không dám ngủ lại trời vừa hừng sáng dung lại sửa soạn ra khỏi nhà để đi gặp đám giang hồ kia hỏi cho già nhẽ thế nhưng thứ cô nhận được chỉ là cây lắc đầu của bọn chúng mà thôi trời đất ơi mợ hai mợ nói gì tôi không có hiểu cả chẳng phải là 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 tôi đã làm theo những gì mà mợ đã sai bảo hay sao giờ mà còn hỏi gì nữa nhưng nhưng mà cây xác đó đâu làm sao mà tôi biết được chứ mà đừng có mà vô lý, ý quyền ý thế muốn nói gì thì nói nhá. Nếu mà cứ như vậy tôi không ngại làm bung bét mọi chuyện đấy đâu. Ông, ông... Dùng tất nhiên là đuối lý, bất lần cô tiếp tục móc thêm tiền ra. Được rồi, coi như là do tôi bất cẩn đi. Giờ tôi mướn các anh đi tìm ra xác của con mơ hoặc tìm ra ai đã mang xác của nó đi. Các anh có làm được không? Gã giang hồ liền sáng rỡ mắt, có phải mợ nói như vậy ngay từ đầu đã ngon lành hơn rồi không được rồi cứ để đó chúng tôi tìm giúp mợ chưa thấy ai rắc rối như mợ đâu đó nó chết rồi thì cứ để kệ nó đi rời khỏi chỗ của đám giang hồ dung ghé vào một ngôi chùa gần đó mục đích để cầu bình an thế nhưng khi mà dung vừa bước vào cổng chùa thì cô đã thấy đầu óc của mình choáng váng trời đất quay cuồng dữ dội mình mình sao thế này chưa dừng lại ở đó Dung bắt đầu chứng kiến những thứ kinh dị Bên trong sân chùa có một đám đông người đang đứng Thế nhưng mà nếu nhìn kỹ lại Thì họ đều không có chân Khỏi phải nói Dung sợ đến xanh cả mặt Cô ú ớ thốt lên những tiếng không rõ ràng Nghe thấy đám người kia quay ngoắt lại Rồi nhuận miệng cười nhìn cô Mặt của người nào cũng đen sạm lại Như thể những xác chết vậy quá kinh hãi dùng hết toáng lên rồi nhắm mắt nhắm mũi bỏ chạy. Thậm chí có va phải ai cô cũng chẳng thèm quan tâm. Về đến nhà thì bà Diệp thấy con dâu của mình mình mẩy đầy bùn đất. Cương mặt cắt không còn một giọt máu thì liền hỏi. Dùng, mày làm sao đó té ngã hả? Dùng sợ đến mức không trả lời được. Cô ngã vật xuống đất ú ớ không thành tiếng rồi ngất liệm cả đi. Lúc tỉnh dậy thì Dung mơ màng nhận ra mình đang nằm ở trong phòng. Những tưởng đâu mọi thứ đã đi qua, nhưng mà không. Thêm một lần nữa Dung nhận ra cái bóng người quen thuộc đang ngồi bên cạnh giường. Đó là mơ, vẫn với cái vẻ ngoài đầy kinh dị của mình. Mơ nhuẩn miệng cười rồi nói. Mơ ơi, mơ tỉnh rồi hả mơ? Cái giọng nói của cô ta âm vang như thể vọng giới từ địa ngục sâu thẳm lên vậy, nếu có một điều ước lúc này thì Dung có thể ước mình bỏ chạy. Nhưng mà không, khắp người của cô lúc này không có một chút sức lực. Những gì mà Dung có thể làm hiện giờ chỉ là chố mắt vậy, đón nhận sự kinh dị mà mơ đem đến. Công mày sự mệt mỏi làm cho hai mắt của cô nhắm lại tiếp tục ngất đi. Lần thứ hai tỉnh lại Dung tưởng mình sẽ thoát được, nhưng mơ vẫn còn ngồi đó Thậm chí những gì diễn ra càng kinh dị hơn nữa. Mơ ngửa cái cổ đất quá nửa của mình. Máu từ trong đó chảy ra dòng dòng xuống mặt đất. Mơ cầm lấy cái chén đứng lên mà hứng lấy đống máu kia. Hứng đầy cô đổ nó vào miệng rồi lại tiếp tục hứng. Cứ như vậy mọi thứ lặp đi lặp lại. Khỏi phải nói dùng đã ước mình chết đi để không còn phải chứng kiến những cảnh này. Dùng tiếp tục thiếp đi và lần thứ ba thức dậy mơ không còn ở trong phòng nữa dùng thầm nghĩ mọi thứ đã kết thúc chưa mơ đã chịu buông tha cho bệnh chưa vậy sự thắc mắc của cô nhanh chóng được giải đáp khi mơ đẩy cửa tiến vào bên trong trên tay là một chén nước màu đỏ lòm tất nhiên không cần nhìn kỹ cũng có thể đoán thứ nước màu đỏ ở trong máu đó là gì cô chuẩn bị tinh thần để thích cảnh mơ sẽ uống chén máu của chính mình rồi hứng lại nó nhưng lại thêm một chuyện nữa diễn ra trái ngược hoàn toàn với những gì mà dung suy đoán bởi chén máu được mơ kê thẳng lên trên miệng của cô rồi cứ như vậy đổ xuống mùi máu tanh lợm giọng làm cho dung sặc sủa cô không thể đẩy nó ra được bởi cơ thể không còn sức cô thều thảo nói diệt diệt tao đi mơ cười ré lên nên là thể khoái chí lắm chưa ngừng lại ở đó dung thấy mơ đưa tay lên xoa bụng của mình vừa xoa cô vừa thì thầm nói gì đó không rõ đúng lúc ấy thì từ bên ngoài có mấy bóng người xuất hiện và chỉ trong chớp mắt mơ biến mất không một chút dấu vết dung lờ mờ nhận ra những người đang bước vào đây là bà diệp và mấy ông thầy thuốc đây thầy thầy có giúp tôi với ạ à? còn dung nó từ sáng đến giờ nó cứ nằm mê man nó tùy mở mắt nhưng mà có gọi thế nào nó cũng không có trả lời được được rồi bà cứ để cho tôi bắt mạch xem nó như thế nào vừa nói ông thầy thuốc vừa ấn lên cổ tay của dung để bắt mạch rất nhanh chóng ông trợn mắt lên rồi lắp bắp có rồi có thai rồi bà diệm thốt lên như là không thể tin vào tai của mình cái gì ạ à? và ngay cả dung nữa cô đã có thai ư sao lại có thể như vậy bởi thời gian qua có ăn nằm với chồng lần nào đâu chứ và để cho chắc chắn hơn thì ông thầy bắt mạch lại một lần nữa mà không chỉ có ông những người đi theo cũng thử và đều có chung một kết quả dùng đã có thai làm sao có thể như vậy bà diệp vui mừng lắm bà reo lên chắp tay vái lấy vái để Cuối cùng, cuối cùng thì ông trời cũng thương nhà con rồi. Bà ngồi xuống nắm tay của Dung. Con à, con có nghe thấy gì không? Con có thai rồi đó, con có thai rồi đó. Dung mệt mỏi chỉ biết gật đầu rồi tiếp tục thiếp đi. Không biết đã chờ mắt được bao lâu, nhưng đến lúc tỉnh dậy thì Dung sợ lắm. Bởi cô không muốn thiết cái cảnh liên quan đến mở nữa. Và rồi có vẻ mọi thứ đã kết thúc. Dung thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra cậu hai đang ở trong phòng cô liền khẽ gọi. Anh à! Nghe tiếng của vợ gọi cậu hai liền ngoắc ra. Nhưng cũng rất nhanh chóng Dung nhận thấy sự tức giận trong mắt của cậu. Cô tỉnh rồi sao? Em, em... Dung gật đầu toàn giơ tay kéo chồng lại. Cô nói thật đi. Kể thai trong bụng của ai? Dung giật mình hai mắt trợn lên cậu hai thông hỏi dồn Sao? cô mau trả lời biết bao nhiêu lâu rồi tôi với cô đâu có ân ái lúc nãy đi công việc về tôi nghe má tôi nói thì sững người bây giờ cô khai mau đi cô có thai với thằng nào em em dùng ấp úng quả thật ngay cả cô cũng không thể giải thích được thì làm sao có thể nói cho cậu hay nghe thôi cô không muốn nói cũng chẳng sao tôi thấy đây là một điều tốt đấy ngày mai tôi sẽ kêu cha cô lên đây và trần trông ta thấy đứa con gái của ông ta ngoan hiền ra giáo thế nào. Cũng may mà tôi không có mặn đồng với cô. Chỉ chắc tới giờ tôi phải nuôi con của thằng khác. Cô nên nhớ mạng sống của cô còn giữ được đến bây giờ là vì mối quan hệ của cha cô với nhà tôi thôi mà thôi. Nói dứt câu thì cậu hai thông đứng phát dậy bước ra khỏi phòng. Dùng như thể đang trên đỉnh núi rồi rơi xuống vực thẳm. Cô có thể làm đủ mọi chuyện xấu xa nhưng mà tuyệt nhiên chẳng bao giờ ăn nằm với người đàn ông khác. Và rồi Dung sực nhớ đến những chuyện xảy ra ở lần gần nhất mơ xuất hiện. Cái hành động xoa xoa bụng của cô có liên quan gì đến chuyện cái thai trong bụng của Dung không? Đúng rồi, là nó, là nó. Dung gào lên đầu đớn. Mơ, mày ra đây, mau ra đi mau. Mơ không xuất hiện nữa, thay vào đó chỉ là những chàng cười để ma quái. Dung thiểu thảo mày được lắm cứ đợi đó tao sẽ giết mày tao sẽ giết mày thêm lần nữa và rồi dung thoáng thấy trên bàn lúc này là một giỏ trái cây kèm theo một con dao nhỏ dùng để cắt gọt cắm ở trên cô nhớ lại hình như lúc nãy bà diệp đem vào thế là dung lén cơn mệt mỏi trong người lại mà nhòm dậy lọ mọ bước tới cầm con dao ở trong tay cô gọi lớn mờ mày ở đâu mau ra đây tao không sợ mày có chết thì cũng chết mau ra đây Dòng cười ma quái của mơ lại vang lên Dùng ớn lạnh đến mức dùng mình Nhưng có con dao nắm chặt trong tay Cô cũng có chút điểm tựa Cánh cửa phòng mở ra Đó là mơ Cô ta từ từ bước vào Không còn máu me hay có những vết chém Ở trên người nữa Mơ bây giờ giống hệt như lúc còn sống Cô nhoèn miệng cười nhìn Dung Mợ hai Mợ hai vừa gọi con có phải không Tất nhiên là Dung không thể nào trần trừ được nữa. Cơ vùng rào lên rồi cứ như vậy lao thẳng tới chỗ của mơ. Dung thậm chí không biết mình có đâm chúng hay không. Nhưng cô cũng không có thời gian để kiểm chứng. Chỉ biết nhằm vào thân người của mơ mà đâm. Được một lúc thì Dung thấy thân thể của mơ đổ gục xuống sàn, trên người đầy máu me. Mơ nhuận miệng cười khẳng khặc. Dung cũng cười, cô cười lớn lắm, một nụ cười đầy sung sướng bởi không biết đây là mưa hay tỉnh, nhưng chỉ cần giết được mưa thì cô đã mãn nguyện trời đất lại tối sầm đi dùng ngã vật ra sàn mà ngất lịm cái tin tức con dâu của ông triệu dùng dao giết chồng lan nhanh một cách chóng mặt theo đám gia nhân trong nhà kể lại thì cảnh tượng ở trong phòng lúc đó hết sức đáng sợ cậu hai thông nằm gục chết bên vũng máu lớn khắp người của cậu có đến hơn trăm vết đâm vết nào vết nấy cũng sâu hoắm. Nếu như người bình thường thì chỉ cần dính một nhát đã không thể toàn mạng. Đằng này không biết thù oán thế nào mà vợ của cậu lại làm ra chuyện như vậy. Dùng sau đó tỉnh lại, luôn miệng cười cợt rồi chỉ vào sắc của chồng rồi nói. Cuối cùng mày cũng chết, ta cũng giết được mày. Bà Diệm khi biết chuyện thì ngất xỉu tới giờ chưa tỉnh lại, Ông Triều gọi quan tới bắt trói đứa con dâu lại rồi đem đi thẩm vấn. Người ta đồn nhau rằng chắc do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm mà cụ thể là cậu Hai Thông muốn lấy người khác, còn đứa con trong bụng của Dung không phải là của cậu. Những tưởng đã hết chuyện kinh dị nhưng mà không, sau khi xác của cậu Hai Thông được đem đi thì người ta còn phát hiện ra, ngay dưới gầm giường của Dung là xác của đứa hầu gái tên Mơ thật nhìn thì nó đã chết được một thời gian còn lý do tại sao nó lại ở trong đó mà không ai phát hiện ra thì vẫn còn là một bí ẩn chưa có lời giải đáp một tuần sau biến cố thì dung bị quan chức địa phương xử tội tử hình vì hành vi giết người của mình Ngày đến đây có người hỏi sao cha cô làm tình trưởng quyền thế như vậy mà không chạy được tội cho con và rồi mọi thứ cũng được khui ra khi mà ông ta đã rớt chức vì tội tham mô và cấu kết với bọn phản loạn. Tất cả gia sản đều bị tịch thu công quỹ hết. Còn về gia đình của ông Triệu, có lẽ nỗi đau mất con là quá lớn. Bà Diệp phát điên, cả ngày cười cười nói nói như thể con trai còn sống. Ông Triệu gửi bà vào chùa đem hết tiền bạc trong nhà đi làm công quả và phát trận. Sau đó ông bỏ đi biệt tích. Công chính trong căn nhà của ông Triệu hàng đêm người ta luôn nghe thấy những tiếng than khóc não nề. Có người bảo tiếng khóc này là của cậu Hai Thông, nhưng có người lại cho rằng nó là của cô hầu chết trẻ kia. Dần dà căn nhà trở nên hoang vắng, không ai dám bén mảng tới, hay thậm chí là không dám ngang qua vào ban đêm. Nó cứ tồn tại sừng sững như là nhân chứng sống cho một bi kịch gia đình đầy oan trái. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo